Hello, xin chào tất cả các anh em nhé. Lại rất mong gặp lại được anh em. Nếu anh em thấy yêu quý kênh, yêu quý tôi, làm ơn bấm nút đăng ký kênh, bấm chuông thông báo để mỗi lần tôi ra video tặng chim anh em, một số cái video khác anh em nhận được ủng hộ tôi nhé. Thì nói về cái nội dung cái video này, thì cái video này sẽ có hai phần các bác. Phần thứ nhất là như tôi nói hôm qua, đó là xin tặng anh em con chim chào mào. Đây, con chào mào này đó, là chúng ta đoán cái đuôi đặc biệt của ngày hôm nay, ngày mùng 8, thì đến giờ nó đã có kết quả của cái đuôi đặc biệt rồi, đó là số 41 đó. Cái nội dung thứ nhất là công bố, thì bây giờ tôi xin công bố người mà được trao tặng cái con chim chào mào bổi này, đó là anh Hiếu Triệu. Đoán chính xác cái kết quả đặc biệt của miền Bắc đuôi là 41. Nếu anh Hiếu Triệu có xem video này thì làm ơn comment ở dưới video, để lại số điện thoại địa chỉ để tôi liên hệ xem cái hình thức gửi cho anh như thế nào nhé, cái địa chỉ. Còn trường hợp mà tôi xin nhắc lại mà anh Hiếu Triệu không liên lạc được, anh không có địa chỉ, anh không nhận được, không có chỗ nhận, thì tiếp tục lại được gửi tặng cho người kế tiếp, đó là anh có cái kênh là Pin MV, anh ở Hải Phòng. Anh đoán là kết quả về 40 nhé, thì anh Hiếu Triệu làm ơn comment để cái số điện thoại địa chỉ có thể tôi liên lạc xem hay gửi cho anh với hình thức nào nhé. Thì đó là nội dung thứ nhất, công bố là anh Hiếu Triệu đã nhận được cái con chào mào này tôi tặng nhé. Tiếp tục đến cái nội dung thứ hai ở cái video này các bạn. Cái nội dung này là xin được tiếp tục chia sẻ với anh em nữa, đó là tiếp tục lại tặng anh em có cái đam mê chơi chim cu gái. Đây, con chim cu gái này tôi sẽ tặng anh em các bạn nhé. Thì cái nội dung của cái video này thì vẫn cứ mình sẽ đoán cái kết quả đuôi đặc biệt của giải miền Bắc ngày 19, tức là ngày mai. Ai đoán chính xác nhất và gần chính xác nhất thì tôi lại tiếp tục và lấy địa chỉ, lấy số điện thoại liên hệ để tôi gửi cho anh em chơi nhé các bác nhé. Thì đây là con chim cu gái này, là con chim cu gái bổi. Con này tôi mới bắt được ngày hôm nay là ngày thứ ba các bác nhé. Cái video trước tôi có quay bắt con chim này, nhưng mà do cái chỗ nó bấy nó trống quá, mình không có chỗ mình quay trực tiếp được, nhưng mà mình quay lên để chỉ nó dính lại bắt chim thôi nhé. Chính là con này các bác nhé, đuôi vẫn chưa cắt được 3 hôm nay đó. Đấy, đặc điểm con chim cu gái này nó rất là lì chim các bác nhé. Đấy, các bác về yêu quý em chăm sóc cẩn thận. Đây, tôi quay cận cảnh với con chim cu gái này cho các bạn. Con này là đúng được ngày hôm nay là ngày thứ ba các bác nhé. Có bác sẽ không tin, nhưng mà thực sự con tin chim này. Thông thường những con chim cu bổi mình mới bắt được ạ, thì thông thường những con chim đó nó rất là nhát, đôi khi chúng ta tới chúng ta cho ăn, nó ta rửa lồng, ta xách lồng lên nó phá các bạn. Nhưng đối với con chim này nó lại lại có cái đặc biệt, nó rất là tợn và lì chim. Nếu mà bây giờ là tôi sờ vào con chim này thì nó vẫn hoảng, nhưng nó có cái phản ứng, đó là nó sẽ đánh lại tôi đó, các bác thấy không? Đây là con cu gáy bổi 3 ngày nhá, 3 ngày lồng nhá, mới bắt ạ. Nó có cái phản ứng cực dữ đó. Thì không quan trọng con chim như thế nào, yêu quý các bạn là cùng đam mê thì tặng các bạn thôi. Các bạn mà cảm thấy yêu chim, quý chim thì có duyên thì sẽ nhận được con chim cu gái tôi tặng. Thì mong sao anh em nhận được chim cu gái, anh em chăm lo nuôi cho nó, nó khỏe mạnh các bác nhé. Đây, thử cho các bác, nó rất là tợn chim. Thông thường những con chim mà bổi mình mới bắt về như này, mình ra nó đã phá rồi, mình bắt ra ngoài này nó có thể nó nhảy lên nhảy xuống ngay. Nhưng con chim này nó đứng nó rỉa lông luôn, và khi tôi đưa tay tới các bác ạ, mỗi lần tôi đưa tay tới nó oánh cho liền luôn, các bác thấy không? Đó, đó, rất là tợn chim. Với tặng chim này thì lại phải có duyên với anh em nhá. Thì anh em cứ tiếp tục dự đoán kết quả
của giải đặc biệt miền Bắc ngày mai, tức là ngày mùng 9. Anh em nào đoán chính xác có duyên thì tôi tiếp tục lại xin được gửi tặng anh em con chim cô gái này. Ok nhá. Đó. Video này tôi lại xin được dừng ở đây. Hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn may mắn nha. Chào và hẹn gặp lại.